Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ cũng là một siêu phẩm trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ lậu cơ em sưu tầm về trong bộ sưu tập cá nhân của em để gửi đến tất cả các anh em. Một chiếc đồng hồ cá nhân em đánh giá là một trong những chiếc đồng hồ lậu cơ nguyên zin nguyên bản và đẹp nhất mà em sở hữu được anh em nhé. Một chiếc đồng hồ chính hãng đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Baylor. Cái thương hiệu Baylor này là một trong những cái thương hiệu cũng rất nổi tiếng ở tại thị trường Thụy Sĩ anh em ạ. Và tại thị trường Việt Nam mình kiếm được những chiếc đồng hồ nguyên zin nguyên bản như này cũng rất là khó anh em nhá, mà nhất là nó là một chiếc đồng hồ lậu cơ anh em ạ. Những chiếc đồng hồ lậu cơ này thì những nhà sưu tầm ấy rất là thích bởi vì nó khác lạ, nó độc đáo và nó cổ điển anh em ạ. Chiếc đồng hồ Baylor với một cái bộ máy lậu cơ, anh em đang xem mặt trước của nó ấy. Nó cái bộ máy của nó thì được mạ vàng cực kỳ đẹp. Ở vị trí 6 giờ thì có dòng chữ Swissmade. Đây là một cái phiên bản đồng hồ chính hãng sản xuất tại đất nước Thụy Sĩ anh em nhé. Và anh em thấy không, một cái viền bên ngoài ấy, nó màu rượu vang cực kỳ là đẹp. Và anh em thấy không, Baylor. Và chiếc đồng hồ này thì bản thân em ấy về được đồng hồ và em đã đặt là một sợi dây cùng với một cái viền bên ngoài anh em thấy không, một cái sợi dây lộn da bò lộn mà có cái chỉ trắng cùng với cái tông màu cái viền đỏ này và cái các vạch giờ ấy nó là vạch giờ trắng, nhìn nó rất là nổi bật và sang lắm anh em ạ, cực kỳ là sang trọng, đeo lên tay phải nói là cũng là một tuyệt phẩm đấy anh em ạ, nguyên zin nguyên bản anh em nhá. Anh em thường nghĩ những chiếc đồng hồ lậu cơ ấy là những chiếc đồng hồ mà đã spa làm lại, nhưng mà chiếc này thì chắc chắn là không anh em nhá. Đấy, đúng zin anh em thấy không, nó đúng zin có logo anh em nhá, nước vàng còn cực kỳ đẹp, và chiếc đồng hồ được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ, nước mạ còn rất là đẹp. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy lậu cơ, phải nói là bao năm rồi mà nó còn nguyên giá trị và nó cực kỳ đẹp anh em nhá, với cái tông màu mạ của vàng này, màu hồng của những viên ruby ở chân kính và ở những cái trụ trục ấy nó có một cái nền xanh nữa, tổng thể xanh đỏ vàng cực kỳ đẹp anh em ạ. Và bộ máy này chạy hoạt động rất là chuẩn xác anh em nhá. Anh em mua những chiếc đồng hồ lậu cơ này thì nó rất là hay anh em ạ. Anh em đeo xem giờ và nhiều khi buồn buồn cà phê anh em mở nhìn xem máy nó cực kỳ là đẹp anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ dây được em đặt làm một cái bộ dây da bò lộn màu rượu vang cực kỳ là đẹp. Và shop đồng hồ Dũng Hoàng em thì bảo hành chiếc đồng hồ này hàng chính hãng, và đây là một cái thẻ bảo hành chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé. Và tất cả anh em phát hiện là hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em sẽ cam kết hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 33.2mm và mỏng nó khoảng 8.2mm anh em nhá, chuẩn size vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này lên tay cực kỳ sang trọng, và anh em nào trong bộ sưu tập của mình chưa có thì hãy nhanh tay gọi điện để chốt được chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 8.500.000 đồng cho một siêu phẩm và cũng như là một chiếc đồng hồ lậu cơ rất là độc đáo và đẹp như này anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em trong suốt thời gian dài vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.